gió, nỗi lòng người võ cũng mang theo. Đó là những cảm xúc của nhà thơ Hữu Hiệp trong bài thơ Dường Như. Và thưa quý vị, đồng cảm với những lời thơ của nhà thơ Hữu Hiệp, nhạc sĩ Nhật Minh đã dùng những nốt nhạc trầm bổng của mình để phổ nhạc cho bài thơ Dường Như. Và sau đây, xin mời quý vị cùng gặp gỡ với nhạc sĩ Nhật Minh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chân trong mặt ngào ôm thầm tương chia mỏi còn thâu dường như ai cũng chỉ mình thôi.